Chào mừng các bạn đến với kênh Tri thức và cuộc sống. Top 10 điều thú vị về con người mà có thể bạn chưa biết. 1. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ. 2. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7 kg son môi trong đời. Mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó. 3. Cái tên phổ biến nhất thế giới là Muhammad. 4. Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ. 5. 10% dân số trên trái đất thuận tay trái. 6. Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng 2 kg. 7. Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận. 8. Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết. 9. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc. 10. Cứ mỗi 4 tháng, hồng cầu trong máu lại đi qua quãng đường dài 1.600 km. Hãy cho mình biết điều nào trong 10 điều trên làm bạn bất ngờ nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.